602. Điều ba chi Gia đến vị ni tiếp độ người nữ mang thai đã được quy định tại đâu? Đã được quy định tại thành Savathi. Liên quan đến ai? Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ mang thai. Có một điều quy định trong sáu nguồn sanh tội điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng Điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với ba cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lớp. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật sự phân tích gọi là thắng luật. trong trường hợp ấy điều gì gọi là giới bổn batimoka trong trường hợp ấy điều gì gọi là tăng thượng giới bổn batimoka sự quy định gọi là giới bổn batimoka sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn batimoka điều gì là sự phạm tội việc không tự kiềm chế là sự phạm tội điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở giàu cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Ba Chi Ti đến dị ni tiếp độ người nữ mang thai vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều ba chi ti gia đến dị ni tiếp độ người nữ mang thai vì mười lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật những vị ni nào học tập điều ý các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ý những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong các vị ni là bậc a la hán có sự học tập đã thực hành xong Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập. Những vị ni nào duy trì điều ấy? Những vị ni nào có phận sự thực hành, những vị ni ấy duy trì. Là lời dạy của ai? Là lời dạy của Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác. Do ai truyền đạt lại? được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão. Các ngài Ubali và ngài Dasaka, cũng vậy Sonaka và ngài Sigava, Monga Liputa là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Jambu Quy Hoàng. Từ đó Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy, có trí tuệ vĩ đại, từ hòn đảo Jambu, đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampa Pani. Các vị còn giảng dạy năm bộ Nikaya và bảy bộ Diệu Pháp, rồi đến vị thông minh là Ngài Aritha và Tishadatta là bậc có trí tuệ Kala Sumana vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dika và bậc có trí tuệ Dika Sumana. Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga Buddhara Kita và trưởng lão Tissa là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể. Ở xứ Rohana, Ngài dama Pali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo, như chúa các vị sau, là nhờ vào trí tuệ ngài upatisha là vị có thông minh ngài Deva là vị đại pháp sư thêm nữa sumana là vị có thông minh ngài có tên Bufa là vị được nghe nhiều ngài mahasiva là vị đại pháp sư vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng thêm nữa upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật Ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ, truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người, có tên là Busha, đại trí tuệ đa văn đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Rambu và Kula Baya là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão Tisha là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp và Kula Deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão Shiva là vị có thông minh vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật rành rẽ về đường lối đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này tên Tamba Pani 603 Điều Ba Chi Ti đến vị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú đã được quy định tại đâu? đã được quy định tại thành savathi liên quan đến ai liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni về sự việc gì trong sự việc ấy nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ còn cho con bú có một điều quy định trong sáu nguồn sanh tội điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp điều ấy được giải quyết với ba cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lớp. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn? Batimoka? Trong trường hợp ấy, Điều gì gọi là tăng thượng giới bổn batimoka? Sự quy định gọi là giới bổn batimoka. Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn batimoka. Điều gì là sự phạm tội? Vì không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở giàu cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Ba Chi Ti Gia đến vị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều Ba Chi Ti Gia đến vị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú vì mười lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những vị ni nào học tập điều ý? Các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ý. Những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong? Các vị ni là bậc A-La-Hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập. Những vị ni nào duy trì điều ý? Những vị ni nào có phận sự thực hành? Những vị ni ấy duy trì? Là lời dạy của ai? Là lời dạy của Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác. Do ai truyền đạt lại? Được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão. Các ngài Ubali và ngài Dasaka cũng vậy, Sonaka và ngài Shigava, Monga Liputa là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Rambu Quy Hoàng, từ đó Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại từ hòn đảo Rambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở tampa pani các vị còn giảng dạy năm bộ nikaya và bảy bộ diệu pháp rồi đến vị thông minh là ngài aritha và tishadatta là bậc có trí tuệ kala sumana vị có lòng tự tin trưởng lão tên diga và bậc có trí tuệ diga sumana Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga buddharakita và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga đa văn khó công kích giống như con voi vậy được tôn vinh trọng thể ở xứ Rohana, ngài Dhamma Pali, vị đệ tử của người có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo như chúa các vị sau, là nhờ vào trí tuệ, ngài Upatissa là vị có thông minh, ngài Busadeva là vị đại pháp sư Thêm nữa, Sumana là vị có thông minh. Ngài có tên Bufa là vị được nghe nhiều. Ngài Maha là vị đại pháp sư, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Thêm nữa, Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ, truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tít là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người, có tên là Busha, đại trí tuệ đa văn, đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Rambu và kula Paya là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão tisha là vị có thông minh vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp và kula deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão shiva là vị có thông minh vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật rành rẽ về đường lối đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này tên Tamba Pani. 604 Điều Ba Chi Ti Gia đến vị Ni tiếp độ cô Ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm đã được quy định tại đâu? đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ cô ni tu tập sự, chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Có một điều quy định. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp Điều ấy được giải quyết với ba cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lớp. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy điều gì gọi là giới bổn Batimoka? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn Batimoka? Sự quy định gọi là giới bổn Batimoka. Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn Batimoka. Điều gì là sự phạm tội? Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? việc tự kiềm chế là sự thành tựu. điều gì là sự thực hành? tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở giàu cuối cùng. đức thế tôn quy định điều ba chi Gia đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều ba chi Gia đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm vì mười lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật những vị ni nào học tập điều ý các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ý những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong các vị ni là bậc A la hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập. Những vị ni nào duy trì điều ấy? Những vị ni nào có phận sự thực hành? Những vị ni ấy duy trì là lời dạy của ai? Là lời dạy của Đức Thế Tôn bậc A la hán chánh đẳng giác do ai truyền đạt lại được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão các ngài ubali và ngài dasaka cũng vậy sonaka và ngài shigava Mungaliputa là vị đứng thứ năm các vị ấy truyền lại ở jambu quy hoàng từ đó mahinda và ngài itiya trưởng lão utiya và ngài sambala bậc trí tên pada các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại từ hòn đảo jambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở tampa pani các vị còn giảng dạy năm bộ nikaya và bảy bộ diệu pháp rồi đến vị thông minh là ngài aritha và Tishadatta là bậc có trí tuệ, Kala Sumana, vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dika và bậc có trí tuệ, Dika Sumana. Thêm nữa là các ngài, Kala Sumana và trưởng lão Naga, budhara Kita và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể. Ở xứ Rohana, Ngài Dama Pali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo như chúa các vị sau là nhờ vào trí tuệ ngài upatissa là vị có thông minh ngài Deva là vị đại pháp sư thêm nữa sumana là vị có thông minh ngài có tên Bufa là vị được nghe nhiều ngài mahashiva là vị đại pháp sư vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng Thêm nữa, Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ, truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người có tên là bursa đại trí tuệ đa văn đã thiết lập vững vàng đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Rambu và kula Baya là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão tisha là vị có thông minh vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp và kula deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão Shiva là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề của luật, những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật, rành rẽ về đường lối, đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này, tên Tambapani. 605 điều ba chi ti gia đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận đã được quy định tại đâu đã được quy định tại thành Savatthi. liên quan đến ai liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni về sự việc gì trong sự việc ấy nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận có một điều quy định trong sáu nguồn sanh tội điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng, điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với ba cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lớp. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn batimoka? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn batimoka? Sự quy định gọi là giới bổn batimoka, sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn batimoka. Điều gì là sự phạm tội? Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế, sau khi thọ trì vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời tận hơi thở vào cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Ba Chi Ti đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, nhưng chưa được hội chúng chấp thuận vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều Ba Chi Ti đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, nhưng chưa được hội chúng chấp thuận vì mười lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những vị ni nào học tập điều ý? Các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ý. Những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong? Các vị ni là bậc A-la-hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập những vị ni nào duy trì điều ý những vị ni nào có phận sự thực hành những vị ni ấy duy trì là lời dạy của ai là lời dạy của đức thí tôn bậc a la hán chánh đẳng giác do ai truyền đạt lại được truyền đạt lại theo sự ký tục của các vị trưởng lão các ngài ubali và ngài dasaka cũng vậy sonaka và ngài shigava monga liputa là vị đứng thứ năm các vị ấy truyền lại ở jambu quy hoàng từ đó mahinda và ngài itiya trưởng lão utiya và ngài sambala bậc trí tên pada các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại từ hòn đảo jambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở tampa pani các vị còn giảng dạy năm bộ nikaya và bảy bộ diệu pháp rồi đến vị thông minh là ngài aritha và tishadatta là bậc có trí tuệ kala sumana vị có lòng tự tin trưởng lão tên deepga và bậc có trí tuệ Diga Sumana, thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga Buddhara Kita và trưởng lão Tissa là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga đa văn khó công kích Giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể ở xứ Rohana, ngài Dhammapali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo, như chúa các vị sau là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatisha là vị có thông minh, ngài Bushadeva, là vị đại pháp sư thêm nữa sumana là vị có thông minh ngài có tên bufa là vị được nghe nhiều ngài maha là vị đại pháp sư vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng thêm nữa upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật ngài mahanaga là vị đại trí tuệ vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tít là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người, có tên là Busha, đại trí tuệ đa văn, đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Rambu và kula Baya là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão tisha là vị có thông minh vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp và kula deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão shiva là vị có thông minh vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật rành rẽ về đường lối đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này tên Tamba Pani. 606 Điều Ba Chi Ti Gia đến dị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 12 tuổi đã được quy định tại đâu? Đã được quy định tại thành Savathi, liên quan đến ai? Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 12 tuổi. Có một điều quy định, trong 6 nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do 3 nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp điều ấy được giải quyết với ba cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lớp. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật. Sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn? Patimoka? Trong trường hợp ấy, Điều gì gọi là tăng thượng giới bổn batimoka? Sự quy định gọi là giới bổn batimoka. Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn batimoka. Điều gì là sự phạm tội? Vì không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Ba Chi Ti Gia đến vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 12 tuổi vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều Ba Chi Ti Gia đến vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 12 tuổi vì 10 lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những vị ni nào học tập điều ý? Các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ý. Những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong? Các vị ni là bậc A-la-hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập những vị ni nào duy trì điều ý những vị ni nào có phận sự thực hành những vị ni ấy duy trì là lời dạy của ai là lời dạy của đức thí tôn bậc a la hán chánh đẳng giác do ai truyền đạt lại được truyền đạt lại theo sự ký tục của các vị trưởng lão các ngài Ubali và ngài Dasaka, cũng vậy Sonaka và ngài Shigava, Monga là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Jambu Quy Hoàng. Từ đó Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại từ hòn đảo Rambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampa Pani. Các vị còn giảng dạy năm bộ Nikaya và bảy bộ Diệu pháp. Rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tisadatta là bậc có trí tuệ, Kala Sumana vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Deepga và bậc có trí tuệ Diga Sumana, thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga Buddhara Kita và trưởng lão Tissa là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga đa văn khó công kích Giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể ở xứ Rohana, ngài Damapaali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo, như chúa các vị sau là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatissa là vị có thông minh, ngài Bushadeva, là vị đại pháp sư thêm nữa sumana là vị có thông minh ngài có tên bufa là vị được nghe nhiều ngài maha là vị đại pháp sư vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng thêm nữa upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật ngài mahanaga là vị đại trí tuệ vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người, có tên là Busha, đại trí tuệ đa văn, đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Rambu và kula Baya là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão tisha là vị có thông minh vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp và kula deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão shiva là vị có thông minh vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật rành rẽ về đường lối đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này tên tam ba pani